Đẹp mình đưa lên cái gì xấu mà nó hôi như phân bò mình phải né ra. À, đây là anh hùng piano đang nhìn thiên hạ đi chơi chủ nhật. Đó, có mấy bé chạy tung tăng không? Ôi. Ồ, các bà đang chơi với hoa. Một cái cảnh rất là, nói chung là nó nên thơ. Cực chiếc xe nó cũng hoa hoa nữa nè. Ôi. Anh Hùng đang đứng nhìn bâng khuâng, không suy nghĩ gì. Em nghĩ gì, đang nghĩ gì? Anh van em hãy nói ra đi.